Rồi chào anh em, hôm nay có khách vào lựa máy nè. Đây một máy DC70 nha. À, chào anh em nha, khách mới vừa xong một con máy ở dưới. Giờ em chụp hình với khách nha anh em. Đây. Đây máy đây nha anh em. Đây máy này em bán về Bắc Ninh nha. Máy này thì có cùng xích hình tét. Số khung nó là đẹp đó. Rồi chào anh em nha, bây giờ em đang làm tiếp tục máy này nha, máy Bắc Ninh nè. Thì máy này chỉ hình như là khách yêu cầu làm chân với hộp số thôi, em cũng đang làm nha. Số em mở ra rồi ha. Đó, hàng giữ nguyên. Đây. Chào anh em, máy này thì bữa nay em cũng làm tiếp tục nha. Đang hộp số, đang thay đạn nè. Chờ số là miễn phí. Đây nha. Rồi bây giờ máy hoàn thành đây, em bắt đầu lên máy về Bắc Ninh cho khách nha anh em. Đây. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Máy đã lên xong. Rồi đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em đây ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.